Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời. Trong khoai lang có chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid, giúp gan của bạn sẽ chuyển đổi beta-carotene tiêu thụ thành các loại vitamin giúp tăng cường sức khỏe. Lượng beta-carotene vừa đủ để tạo ra các rào cản niêm mạc ngăn vi khuẩn và chất độc trong môi trường xâm nhập vào cơ thể bạn, giúp cơ thể bạn ngăn ngừa và chống lại nhiễm trùng, giúp bạn khỏe mạnh và có hệ thống miễn dịch hoàn thiện hơn. Thứ nhất, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Cơ thể chúng ta cần vitamin A để có thể chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau và tăng khả năng chống nhiễm trùng về sau. Thứ hai, ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A. Trong loại củ này có magie và hàm lượng chất xơ cao rất quan trọng trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh đái tháo đường. Thứ ba, lợi ích khoai lang giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường. Một nghiên cứu năm 2018 đã tiết lộ rằng khoai lang tím thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Thứ tư, hỗ trợ tiêu hóa. Chế độ ăn giàu trái cây, rau quả trong đó có khoai lang có thể hỗ trợ giảm 13% nguy cơ suy giảm tinh thần và sa sút trí tuệ. Thứ năm, tăng cường trí nhớ. Thứ sáu, hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Ăn khoai lang hỗ trợ giúp giảm khả năng mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn đầu. Khoai lang cam và vỏ khoai chứa các chất được phát hiện có tác dụng hỗ trợ phòng các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng. Thứ bảy, duy trì quản lý cân nặng. Khoai lang chứa một lượng chất xơ có thể lên men và hòa tan nên sẽ giúp cơ thể có được cơ chế tự duy trì và điều chỉnh cân nặng tự nhiên. Tuy khoai lang là món được nhiều người ưa thích vì nhiều tác dụng, nhưng nếu không ăn đúng cách, khoai lang lại làm tổn hại đến sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm thường gặp khi ăn khoai lang cần bỏ ngay để tránh nguy hiểm cho cơ thể. Thứ nhất, ăn quá nhiều. Thứ hai, ăn khoai lang thay cơm để giảm cân. Thứ ba, ăn cả vỏ. Thứ tư, ăn khoai lang có đốm đen. Thứ năm, ăn khoai lang sống. Trên đây là những sai lầm khi ăn khoai, nếu bạn mắc phải sai lầm này hãy bỏ ngay nhé. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay giúp quý vị có thêm thông tin. Kính mời quý vị nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để thường xuyên nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích mà chúng tôi đăng tải định kỳ nhé.